Rồi xong anh mở ra cho anh em xem bên trong luôn. Rồi, ngon lành trên đầu, khá tốt. Hello. Hello, 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 chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em, chào lâu kênh của Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Đó, trước mặt mình của mình hôm nay khá là nhiều đồ xịn sò cho anh em chế cháo nha anh em. Đó, chép, chép hỏng kèn. Đó, nhôm nha anh em. Đó, với mấy cái lo chung lo gì từ lô me cho anh em ơi. Đó, hàng xịn sò nha, Bioner nè. Bioner. Đó, mấy con âm ly. Đó, âm ly nội địa, Technic gì Bioner. Đó, với mấy cục giữa Victor hay là cái gì đó, Kenworth. Đó, với mít không dây. Đó, với mấy bàn bít sơn. Đó, cặp thùng. Đó, với cặp thùng của Sony nha anh em. Lúc trước có bán cặp này rồi nè. Đó, nhưng mà con này hình như có sự làm nhẹ rồi. Nó cái bát hơi khác nha anh em. Đó. Đây nè, đây nè. Mấy cái mít không dây này em chưa thử nha anh em. Đó, nói chung thì kết nối vô, sống thì bán sống, chết bán chết nha anh em. Nó không có thời gian thử đâu. Đó, có mấy cặp bát chắc thử rồi gì đó. Rồi, không có đó dài dòng nữa anh em ơi, em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nha anh em. Rồi anh em, trước khi vào video thì cũng như mọi khi, em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2023. Đó, hôm nay thì cũng ngày là đầu tuần luôn anh em. Đó, đầu tuần thì chúc cho anh em được may mắn nha. Đó, làm cái gì cũng thắng hết trơn anh em. Rồi, không có đó dài dòng nữa. Em sẽ lên mã đầu tiên clip này luôn anh em ơi. Đó, mã đầu tiên clip này nè, khá là nhiều đồ xịn sò nha anh em. Đây. Em có một cặp chép nha anh em. Đó. Cặp chép của CHN là của ông Panasonic đó nha anh em. Nè, tiểu tượng trên M nè nha. Đó, của ông Panasonic nha anh em. Còn đẹp nha, đẹp cái spec. Đó, CHN, biểu tượng trên M. Panasonic. Đó, còn zin ở ngoài nha anh em. Bắt đầu là em khui. Khui. Trời ơi nó đẹp làm sao nha anh em. Đó. Hàng còn zin nha. Đó, như dây nó mới zin nữa nha anh em. Rồi. Đo đường kính thôi. Nó đẹp như dây thì nhìn mới chắc cú là zin. Độ giờ làm không biết đâu. Đó. Đường kính 6 phân nha anh em. Đó, tâm hai áp của nó là 7 phân. Anh em cứ quyền kéo giãn ra vẫn bình thường. Nè nó dài nha. Cổ từ thì là 3.5. Rồi. Bắt đầu là em test nhạc nha anh em. Đó. Test nhạc thôi. Ủa sao nhạc chưa có nữa? Chưa có nhạc nữa anh em ơi. Vâng, để bật nhạc lên cái anh em chưa có nhạc nữa. Rồi, có nhạc rồi anh em ơi, nó giờ bị kẹt. Đó. Âm ly của em là xì kẹt xí mũi mà nó muốn kẹt, kẹt muốn không không. Rồi. Test nhạc anh em. Đó, em test nhạc mấy cái âm ly vớ vẩn không à. Đó. Test nhạc thôi. Gượt 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 gượt. Hát rất là tốt nha nè. Đó. Hát rất tốt ha. Quá đỉnh luôn anh em ơi. Đó. Hát rất tốt. Đẹp luôn, còn zin luôn. Đó. Quan trọng là còn zin nha anh em. Đó, không bị chuột con gì ngậm hết trơn. Đó, lâu lâu mới được con nhìn lên giá yêu thương cho anh em luôn. Thế lộn lên giá đỉnh cho anh em luôn. Rồi. Đó, clip vừa rồi clip cuối của mã nó mà clip cuối của nó có clip vừa rồi là mã 175. Đó, lên tiếp theo luôn anh em, nó là 176 ha. Nói theo luôn. Để con này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, 150k cho cặp chép này nha. Chép của thằng Panasonic nha anh em. Đó, hàng xịn sò nha. Rồi. Mã 176, 150k đã đi qua. Bắt đầu lăn lằn tới anh em. Đó. Và đây là một cái con hiệu của nó là Aiwa nha anh em. Đó, Aiwa 4 ôm Singapore. Đó anh em thấy chưa? Đây nè. Trời ơi. Đó, nó như vậy được chưa anh em? Đẹp nha. Cool. Cool thì chắc còn gin không anh em, không giờ mắc gin đâu ha. Toàn nó thắt cũng như là mấy con boss nha. Nè. Đó, nó dài thấy ghê cho anh em. Đó.
như boss vậy đó. Bắt đầu là em khui nha. Khui. Trời ơi, nó đẹp như dày được chưa anh em? Đó, nó đẹp dị chưa? Anh em thấy chưa? Khá là đẹp nha anh em. Quá đẹp luôn anh em ơi. Trời, con này đẹp dữ gì. Nè, anh em thấy nè. Đó, mấy cái chi nó dài. Rồi, đo đường kính nha. Con này 10 phân nha anh em. Tâm hả, đúng rồi, 1 năm. Đó, cụ từ là 4,5. Cái này cho nó hát sáng tiếng như lắm luôn. Nhìn là biết. Sáng như đêm trăng rằm. Rồi, qua tụ nè. Úi dồi ôi. Đó, gân cái màng của nó nhìn cái màu đã không nè, màu da bò rất là đẹp luôn nha. Đó, xương của nó nha, nổi móc móc hơi hơi đó, chứng tỏ là hàng xịn nha nè. Rồi tới này, ủa chết luôn rồi. Rồi chết con, chết linh thông như này rồi. Rồi chết con anh em ơi, chết mòn em anh em. Sao ủ còn nguyên mà chết uổng như vậy, không có cọ luôn nè. Quá uổng. Lý do sao chết đây, chắc đứt dây quá. Quá uổng. Rồi em lên giá cặp này luôn, giá yêu thương cho anh em lấy cái này đi anh em, làm gì làm đi, con anh em về cứu được không, chết con bán giá yêu thương cho anh em thôi. Mã này, mã 177 ha, 177 đó, 177. Em sẽ lên con Aiva để cho anh em với giá là 50k thôi nè. Đó, 50k thôi ha, chết còn sống còn nè, nhưng mà còn rất đẹp, còn ghim đàng hoàng, không biết sao chết không cỏ luôn nha. Đó, rồi mã 177 150k đã đi qua. Bắt đầu lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó, mã theo lên cặp này nè. Đó, cặp xịn sò nè. Ôi ôi, Sony anh em. Đó, Sony China xuất Nhật nè. Đẹp như dây được chưa anh em? Đó. Ôi ôi, nghe nè. Đỉnh chưa anh em? Đó, hàng xịn sò nghe anh em. Đó, hàng vớ qua vớ vẫn đâu. Đo đường kính coi. Con này 3,5 nghe anh em. Đó, tâm hai lóc của nó có khoảng là 6,5. Hết của nó là có khoảng là 7,5. Ngang này là 5. Rồi, test nhạc nha anh em. Test nhạc thôi. Rồi, đỉnh. Đó, đỉnh của chớp nha anh em. Gớt rồi, gớt rồi. Quá đỉnh. Rồi, hát rất là tốt anh em ơi. Rồi, em sẽ lên giá cặp này luôn. Đó, lên giá cặp này, mã này. Mã này 178 nha anh em. 178. Đó, em sẽ lên cặp này để cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó, hát tốt. Ăn xịn sò đó nha anh em. Đó, không vớ vào vẫn đâu, như này anh em biết nè. Đẹp ngang mặt trước, đẹp phía dưới không? Màu xanh đó không? Đó. Mã 176 tới 178. 100k đã đi qua. Bắt đầu tiếp theo nữa nha anh em. Đó, tiếp theo lên cặp này nè. Cặp này CHN nha anh em. Nè. CHN là hàng của thằng Panasonic nha anh em. Biểu tượng chữ M nè, thấy chưa? Đó. Cun, trời, cun còn gin đồng hoàng nha anh em. Đó, cun còn gin. Khui. Trời ơi, ủa cái này cái gì trời? Cái này hơi trên chút xíu nè, mà nó không có cọ nha anh em. Bình thường á, đó, chút xíu thôi. Rồi. Một thằng. Thằng này cũng vậy luôn anh em. Đó, ngon lành nha. Cun, cun là còn gin đồng hoàng nha anh em. Khui. Con này thì nó không có gì. Đó, không có nào cọ. Con này hơi trên vên chút xíu nhưng mà nó không có cọ luôn anh em. Không cọ nha. Đó, con này thì cũng không cọ luôn. Rồi, ok. Đo đường kính thôi.
12 phân anh em. Đó. Tâm hai lốc của nó là 12 phân luôn. Của từ là của từ đôi. Của từ đôi nó là 6 phân. Đó, của từ đôi đàng hoàng anh em. Rồi hàng này cũng Panasonic xịn sò. Này lo chung nha. Rồi để em nghe máy cái anh em ơi, cái gì quay lại ha. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Đó, tiếp tục mình test nhạc thôi. Quá đỉnh, hát rất tốt ha. Đó. Con này con lo chung nha anh em. Đó, loa chung của thằng Panasonic. Rồi, hát rất tốt nha anh em. Đó. Rồi em sẽ lên giá cầm này luôn anh em ơi. Đó. Đẹp keng xe beng luôn, nó hơi bị trên bên chút xíu thôi không sao nha anh em, bình thường. Đó nhưng mà không cọ nha. Rồi. Rồi mã này. Mã này 179 nha anh em, 179. Đó. Thì theo con này em bán từ 2 xị rưỡi tới 3 xị thì con này em để cho anh em với giá là 200k thôi nha anh em. Đó. 200k thôi ha. Đó, nó bị trên bên chút xíu nha anh em, nhưng mà nó không có cọ nha. Đó 179 200k nhưng mà còn ghi hết 200k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa anh em. Đó mã tiếp theo là lên cái này nè. Đó anh em thấy chưa? Đó. Hàng xịn sò anh em. Đó, cun. Trời ơi cun nó còn zin được hoàng anh em nhìn. Biết zin liền luôn. Khui, nó khá đẹp anh em, bụi bặm không có. Gân vải mà carbon mũi vải. Đó. Con này Sony anh em. Sony ha. Sony Sina xuất Nhật nè. Đó. Cho đi nha em. Rồi, tám này ha. Khui. Đó, anh em thấy chưa anh em? Găng vải màng carbon mũi vải anh em. Còn zin đàng hoàng như này anh em thấy không? Đó. Chỉ có hàng Nhật nó mới làm như vậy anh em. Đó. Thì mấy cái này Sony người ta đem qua bên China anh em, người ta làm. Đó, thì xuất về Nhật lại ha. Đó. Ok nha. Rồi, đo đường kính nha. Đường kính 11 năm nha. Đó 11 năm. Của từ thì chà bá luôn. Của từ 8 phân luôn em, nó bự vậy nè. Úi giời ơi nó bự làm sao. Rồi, test nhạc nha anh em. Đẹp keng luôn á anh em. Rồi ngon lành cành đào nha em. Đó, ngon lành cành đào nha. Rồi, ngon lành cành đào hát rất tốt nha anh em. Đó, em lên giá cầm này luôn anh em ơi. Nó đẹp, keng xe beng mà nó hát tốt nữa. Hát nghe phê người luôn. Đó, hát sáng lắm anh em, mấy con này hát sáng lắm. Rồi, mã này. Mã này 180 nha anh em. 180. Đó. Em sẽ lên cầm này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó, nó hát rất là tốt luôn nha anh em. Đó, hát sáng. Rồi, mã 180. 250k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo anh em. Mã theo lên hai cặp này nè. Đó. Anh em thấy chưa? Cặp này để Sony anh em, 810W nè. Đó anh em thấy chưa? Sony 810W nè, đây nè. Đó. Còn con này thì để gì đây? Con lo gì nè, 8 ohm mà nhiêu watt đây. Hết thấy watt luôn rồi. Nói chung mấy con hàng xịn không anh em. Nè, 8 ohm nha. Khui. Trời ơi nó đẹp nữa nè. Nè cái mũi nè. Đó. Là dạng giống như lo toàn giải không anh em. Đó hàng xịn không đó. Một thằng. Dạ. Khui.
so vô vô nè. Đó anh em thấy chưa? Đó hàng xịn sò không nha anh em. Đo đường kính coi. Con Sony này thì 6.5 nha anh em. Đó, dài nó 13 phân. Đó. Tới con này ngang là 6.5 nha anh em. Dài này 13 phân luôn nhưng mà do ngoài này luôn thì nó tới 20 luôn anh em nè. Đó. Rồi test nhạc thôi anh em ơi. Máy này hát thì khỏi khỏi bàn đi. Làm lo lợi sáng dữ lắm như nè. Quá đỉnh. Đó, một thằng. Rồi, ngon lành cành đào anh em. Rồi tới em này ha. Quá đỉnh rồi, hát rất là tốt anh em. Đó em cuối cùng. Quá đỉnh. Rồi em sẽ lên giá 4 em này luôn anh em. Đó, một màu một trắng. Rồi mã này, mã này 181 anh em, 181. Đó em sẽ lên hai cặp này để cho anh em có giá như thường lệ là 100k anh em. Đó, giá yêu thương. Rồi mã 181 100k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó là một cặp chép. Ôi dù ơi, cặp chép thôi. Đỉnh như vậy nghe anh em. Đó anh em thấy chưa? Ok chưa? Họng này họng nhôm nha anh em. Nhôm nha. Nè cái mũi nó trong đây luôn. Đó anh em thấy chưa anh em? Đó họng nhôm. Nó như vậy nè nghe anh em. Đó. Đỏ, đen, cộng trừ đó. Cái cây này inox luôn. Cái cây để đỡ là inox nha anh em. Đó, inox nha. Rồi nó để sau lưng anh em. Biểu tượng con cá là Bioner á, Bioner BT6 nè. 16 ohm 200W, made in Japan, ít là tới 16 ohm như nè. 16 ohm chắc khó chết rồi nha. Quá dữ rồi. Đó. Cái này cũng bị gan luôn anh em, nó như vậy nè. Đó, nó như vậy nè anh em. Cái này là nó bằng inox nha. Nè. BT6 Bioner, biểu tượng con cá Bioner BT6. 16 ohm ha. Ủa bên đây. Ờ 16 ohm 20W, mất tiêu chữ ohm nè. Mất tiêu giao băng nha anh em. Đó. Không biết hàng này nó làm sao nữa. Nè anh em thấy nè. Nó như vậy nha anh em. Đó. Em đo đường kính sơ sơ coi. Cái họng càng nó cỡ này có khoảng 7 nha anh em. Đó, 7. 7 và 8.5 phải không? 7.5 và 8.5 nha nè. Đó. Dài của họng nó như vậy nè. 11 nha nè. Đó, 11. Luôn cái cây này luôn thì nó hơi dài chút. Cái cây luôn thì 14. Đó. Cụ từ nó có khoảng là 6.5 6 gì đó. Rồi, test nhạc anh em. Đó. Test nhạc thôi. Ủa, cái này dặn bằng đồng luôn anh em. Nè. Bằng đồng luôn nha. Dẫn cho anh em xem bốn con ốc này dẫn bằng đồng nha anh em. Nè. Đó anh em thấy chưa, bằng đồng nha. Bốn con này bằng đồng nha. Rồi. Test nhạc thôi. Gãy luôn cái cây luôn chứ đâu. Qua tủ. Nó giống nghẹt chứ trời. Khoan. Hơi nghẹt rồi. Đó, không biết có bị kẹt gác chứ không. Lâu quá không biết có gạt gác không. Thử cái này cái coi. Ủa hết nhạc rồi. Thử lại.
Ủa nãy giờ thử sống mà ta, cái này quái đản nha. Rồi chết luôn anh em ơi, thử lần này coi. Rồi ngụm nụ một con hay là nó không ăn trời. Rồi nói chung là chết luôn đi em ơi, cho nó dễ luôn. Giờ cho anh em thay cô làm cái nè, như cho nó chết luôn đi đó. Quá uổng, chết ngắt, quá uổng. Rồi lên giá đây luôn đó, làm chơi chỗ làm gì làm nha anh em. Cái này chắc cool thay dễ. Rồi mã này 182 nha anh em, 82 đó. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là chết queo nha anh em, để cho anh em với giá là 700k đó. Chết queo mà để 700k luôn mới sốc đó. 182 chết queo, con 12 nhỏ cũng như là chết luôn đó, để cho anh em với giá là 700k nha anh em. Về cho anh em tự thay cool làm gì làm đó, cái đó không bao nhiêu tiền. Rồi em tiếp tục anh em đó, tiếp tục em lần lặn vô hai con heo này đó, hai con lo heo này anh em, bỏ này đi thôi cho chị lợi dụng mà đó. Hai con lo này anh em đây, như vậy đây, một con bát chép cho đây đó, chống tem hàng giả vậy nữa, tem chống hàng giả đó. Đây nè, đó hai con heo nè, con này em bán hoài anh em ơi, đó anh em nhìn hình dạng là anh em biết ha, nè lo heo, em gọi lo heo như heo vậy. Rồi test nhạc luôn, có mấy con này thì anh em biết rồi, khỏi đo đi đó, thị trường thì bán đầy. Rồi test nhạc anh em, ngon lành nha em, cái này như lo chợ lời đó. Tết này nha em, hát nghe tím là chung chép cơ mà, như chợ lời đó anh em, chợ lời luôn chứ nữa. Tết này ha, hết nhạc rồi chứ mới lên dòng mới đó. Quá dữ. Rồi ngon lành cành đào, lên giá cặp này luôn, lên cặp heo mọi này luôn. Rồi mã này 183 anh em, 183 đó. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 150k anh em đó. Mã 183 150k đã đi qua, đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi, đó tiếp tục lên cặp lo xịn sò anh em, nó có hai này quay nè đó. Con này của nó là để là gì đây, con này 12 ohm anh em, 650W vậy nè, Malaysia, nó hàng xịn nha anh em đó. Côn rồi, con này côn cái sự làm lợi rồi, nói chung con này là màng viền tao làm lợi luôn anh em nè, màng đẹp phải không, hàng xịn nhưng mà màng với viền tao làm lợi ha, nói chung con này làm lợi rồi, không có anh em đó. Ok rồi em đo đường kính nha, con này đường kính 17 phân anh em đó, tâm hai lốp đó là 6 phân nè, cái lộn của từ nhỏ là 6 phân nè, của từ lớn là 7 phân nè. Rồi test nhạc luôn anh em ơi, găng này găng thun anh em đó, còn cái màn nó chiếu chiếu ngộ lắm, mũi thì mũi vải, làm lợi thì quất theo làm lợi.
rồi, ngon lành cành đầu đó, hát tốt, tới con này nha. Lên nhạc mới anh em ơi, hết nhạc. Lên nhạc mới anh em, ho luôn đó. Rồi hát rất tốt, em sẽ lên giá cầm này luôn anh em đó. Nó động nó gì nè đó, này để ngay nghe nè. Rồi em lên giá cầm này luôn, con này tại nó có sự làm lợi nhưng mà làm ta cũng làm được lắm anh em. Mặt trước nhìn đẹp lắm nè, mặt trước còn bóng bẩy lắm nha. Rồi mã này 184 anh em, 184 đó. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 250k anh em đó. Mấy con này em bán từ 4 xị có trên, bị làm nhẹ thì coi như 250k thôi anh em. Rồi mã 184 đó, 250k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó mã theo là cặp lo này, lo gì đây, lo quái đảng gì đây nè anh em. Đó một cái bát nha, con này con Sony nha anh em. Ê Bioner chứ nè, Bioner nè anh em, chứ Bioner nha. Một bát một chép ở đây đó, nó như vậy nè, có mua đen luôn đó. Bioner TS TRX 40 anh em. Con này điện thế 100W, là công sức gì múc mít sơ bung nó là 100W nha anh em. Đó, 4 ôm. Rồi. Nó có cái cây treo luôn. Cầm lên có cây treo luôn anh em. Đó. Đó là một con, qua đây là một con nữa anh em, y gan luôn. Nó không khác gì ha. Đó. Đáng ra dây tới đây thôi, dây đầu dài chứ. Thôi lỡ để vô cho anh em luôn, y gan nha anh em nè. Có cái đầu treo luôn, nhưng mà con này nó bị giấy nè. Nè cái bát nó trong đây nè, em đo cái bát sensor còn nhiều. Cái bát nó có khoảng 12 phân đó nè. Đó, chép. Chép này có sự dặn như phải không ta? Ồ nó bị chốc rồi anh em ơi, chốc keo gì đâu á. Đó. Đó nó như vậy nha anh em. Đó, mắc y căng rồi, con chép nó mắc y căng nha. Đó, con này có y căng nè. Con mắc con có. Rồi, để em test nha, phải đo đường kính coi. Cặp luôn anh em, con này khá nặng nha. Ngang của nó có khoảng là 27 nè, sâu nó có khoảng là 19 nè, đứng của nó thì cũng được, đứng nó có khoảng 11, 12 đó nè. Rồi con lành cành đào nha, test nhạc luôn. Bắt vừa lên. Ủa sao mắc nhạc nó rồi, tự sửa vậy lên. Đó. Quá quánh nè, con này quánh đẹp thiệt. Đó, một thằng nha, tới này cái này. Hát rất tốt luôn. Đó. Rất tiếc mắc cái căn uổng. Mà cái căn đó anh em gì đóng làm lợi được bình thường anh em. Quá hát tốt luôn. Đó. Hát rất tốt anh em. Cậu con này khá nặng nè. Rồi để em lên giá cái này luôn anh em. Đó. Hàng độc lạ Bioner nha, không hàng vớ vẩn vớ vẩn đâu. Hát rất tốt luôn á. Mã này, mã này 185 anh em. Đó 185. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 500k anh em. Hát tốt lắm anh em. Đó. Rồi mã 185 500k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em lên mã tiếp theo anh em. Đó là một cái bàn mixer. Đó một con mixer nha anh em. Mini xài gia đình chơi ok.
đó, nhìn tổng quan bên ngoài nút ná thì đầy đủ anh em đó, không thiếu một nút gì nha. Em thấy còn mới nghe năm mở chốc luôn á đó, anh em thấy chưa, còn mới nha. Con này đó là để là Yamaha model MR82CX đó, anh em test lên mạng gặp nha. Nè, những con nút này rất là đẹp nha anh em, đó bóng lưỡng nha, đang kết nối nè. Âu Âu là vô âm ly nè, in là vô cái jack điện thoại đó. Rồi kéo qua đây chút nữa, kéo qua chút nữa. Đó, quay nó xung quanh cho anh em xem nè em. Đó Yamaha này nha. Đó model là MR82CX nè anh em thấy chưa? Đó. Rồi. Con này thì sử dụng nguồn này anh em, cái nguồn của nó nè. Đây nguồn nó bị băng bó là chút đính là không sao anh em. Đó. Cái nguồn nữa nè. Đó thì con này gồm có sẽ có nguồn luôn anh em, nổi cái nguồn không mua 100 mấy rồi, nguồn này á. Anh em mà mua nguồn này là 100 mấy, con này có nguồn anh em. Có nguồn G của nó chà bá luôn á. Nguồn nó nhiêu volt ta? Nguồn nó ga là 17x2 nè. Đó. Rồi. Test nhạc thôi anh em ơi, đang kết nối cho rồi, chỉ bắt nhạc lên thôi. Bắt qua đây nè. Đó, lên nhạc. Lớn lên thôi. Số này lớn. Lớn tổng rồi nè. Rồi, ngon lành. Đó. Ngon lành. Đi gì đây nè. Rồi. Bắt đầu thử mic nha em. Gom đi. Mic đó không có ác. Mít này bị không hát, gầm như mít này không hát nè. Gầm mít này mới hát. Alo, 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 alo. Trời ơi, có echo, không biết echo nằm phương trời nào luôn. Cái này khó nha. Alo, alo, alo. Ủa, rồi echo nằm đâu dữ vậy? Thử đây coi. Alo, 1, alo, 1, alo, 1, alo, 1. Ôi dồi. Alo, 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 alo. Alo 1, alo 1, 2, 2. Rồi rồi, nó lặp lại nhiều lần, không biết chỉnh sao nghe anh em, anh em nghiên cứu chỉnh nha. Thở mic thứ 3. Alo, alo 1, 2, 2, 2. Ủa chỉnh này sao kỳ ta? Thử này kìa. Alo 1, 1, 2, 2. Alo, 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 alo 1, 2, alo. Hết ăn luôn. Alo 1, 2, 2. Alo, 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 alo. Ồ, có ly, có ly à. Alo, 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 1, 2, 2. Rồi. Đỡ đỡ lên chút rồi. Alo, 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 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Rồi, rút. Nói chung mấy con này anh em về nghiên cứu lên anh em. Con này anh em phải chỉnh sao đó, khó chỉnh lắm. Đó, nói chung thì nó ngay luôn thì đỡ, mà không ngay anh em về chỉnh lên nha. Đó, hay là bị chút đỉnh gì đó, anh em tự xử anh em. Rồi rút đi, tắt đi. Đó, em tự xử nha, làm gì làm nha, em bán giá yêu thương, rút nguồn ra luôn đi. Đó, bán giá yêu thương nha anh em. Con này thị trường thì cũng giá cũng dữ lắm á. Rồi em bán giá để cho anh em về có con đường sống nha anh em. Thì con này gồm có một cái mic, cái bộ mixer này và một cái nguồn luôn nha anh em. Nè, cái nguồn này nữa gỡ ra cho anh em nè. Đó, gỡ nguồn này cho anh em nè, thấy không. Đó, sẽ gỡ có cái nguồn luôn anh em. Rồi, mã này 186. Mã này 186 anh em. Đó, em sẽ lên con này cho anh em. Đó, với giá là yêu thương anh em. Để cho anh em với giá là giá nhiều trời. Để cho anh em với giá là 700k anh em. Đó, con này đỉnh cũng chớp lắm đó. Nhưng mà em bán giá yêu thương thôi. Đó, giờ cho anh em có quậy quọc gì đó thêm nha, làm gì làm nha anh em. Đó, có khi echo nó bị sao đó, anh em có thể nghiên cứu lại nha anh em. Rồi, hát thì ok rồi đó, hát nhạc thì ok. Nhưng mà mic thì nãy chỉnh lúc này thấy cũng có lý nè. Đó, rồi mã 186 700k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo anh em. Đó.
mã tiếp theo là một con cũng Master các anh em. Đó, Master hiệu là Boss. Cái gì phải? BOSS nha nè, F7. Đó anh em thấy chưa? Nút đá thì đầy đủ anh em. Đó. Không thiếu nút nào hết, ngon lành nha anh em. Đó. Thì con này cũng có cái nguồn riêng của nó luôn nè. Nguồn nó nè, băng bó nha, cái nguồn riêng nó nè. Nguồn nó nè anh em. Nguồn nó thì 18V nha. Nguồn nó 18V, cái nguồn nó mới nha. Đó. Đây, cho anh em xem nha. Rồi. Và em vừa sử dụng cái con mixer kìa nè. Đó. Một cái con mix không dây chứ, mix dây của Sure nè anh em. Sure SR870. Đó. Để thử con mix này luôn anh em. Con này thì ở chỗ nó làm sao không có được. Nè. Đó, mix Sure RS870 ha. Rồi, bắt đầu là em bắt nhạc nha anh em. Bắt nhạc con này trước đi. Nguồn đã gắn găm rồi, chỉ cần bắt nhạc lớn thôi. Cái này là nhạc tiếng ca này, tiếng nhạc nè. Đó, tiếng ôi dồi, quá hết hồn nè. Đó, hát rất đỉnh luôn nha anh em. Đã gì đâu. Hát rất tốt. Rồi bắt đầu là tới em thử mic nha anh em. Thử mic thì đây, bắt nguồn nó đi. Đó lên nè. Mic này 12V, nó để 9V tới 12V nó đều xài được nha anh em. Đó, cái mic này, mic có không dây này nè. Đây cặp mic đó. Em thấy cặp mic khá đẹp nghe xua nè. Đó, cặp mic khá đẹp, em đã gắn pin đây cho rồi. Đó khi em gỡ pin cho anh em. Đó, pin của em thử thôi. Còn rất đẹp ha, tay mic rất đẹp nha. Rồi em thử từ con nha. Dặn này lớn lên chút xíu đi. Đang ở chỗ. Ồ, nó hơi hù quá nè. Dặn lớn quá không được. Rồi, lớn lên. Hello, 1 2. Dặn lớn. Hello 1 2 3 4. Ủa bên nào ta? Bên này quá. Hello, 1 2 3 4 5 6. Hello. Giờ lớn này chút hả? Ồ hú. Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo. Đó, lớn quá hú nghe nè. Alo, 1 2 3. Rồi. Con mic này tại cái con mixer này nó không có echo nghe nè, không biết chỉnh echo nằm khúc nào nữa. Đó. Không có echo. Rồi tới mic thứ hai. Alo, 1 2. Cái này không? Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo. Alo. Rồi gầm rồi, cái kế vô thôi. Đâu có? Ờ, chữ like á. Alo, 1 2 3. Rồi qua luôn á. Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo. Rồi. Alo, 1 2 3. Này phải dặn cái gì lớn nữa cháu. Alo, 1 2 3. 4567. Alo. Rồi, like kia luôn đi. Alo, 1234567. Alo, rồi. Tắt đi. Đó. Bắt đầu lên nhạc cái nữa nha anh em. Vừa thôi, mấy này dữ lắm á. Hát là ok. Rồi tắt đi, tắt nguồn đi. Rút ra. Đó. Hát ok, mic này cũng ok luôn anh em. Tại cái thằng này nó không có echo nè. Cái gì? Rút ra đi, rút hết. Đó. Rồi. Em sẽ lên giá cái này luôn nha. Đó. Con mic này hiệu là Boss F7 nè. Để con này nhiêu tiền trời. Mã này mã mấy? 187 nha anh em. 187.
đó, 187. Em sẽ để con này cho anh em với giá là không biết nhiêu, đợi thí luôn anh em ơi. Tại con này anh em phải về coi echo lên anh em. Đó, thấy không có nghe echo rồi đó nha. Để cho anh em với giá là 6500 đây. 600k đi anh em ơi. Đó, nấu cái nguồn của nó không là anh em. Thị trường bán có cái nguồn không là nó là 100 mấy à. Em mua 178 á. Đó, có chỗ thì bán 150. Rồi, lấy ra khốt này ăn bên đi. Đó, rồi tới con mixer anh em. Ơi con mix không dây nè. Con mix không dây này em sẽ bán cho anh em luôn. Đó, khá tốt lắm anh em, tại vì con này cái mix nó không có echo nó vậy đó. Thì gồm có là cặp mic này nha, cặp mic còn rất đẹp. Một cái này. Đó, một cái đầu của nó. Và một cục dây này. Và một cái nguồn này luôn anh em. Đây nguồn 12V 300A nè, 300MA vậy nè. Đó. Rồi. Em sẽ lên giá này. Mã này 188 nha anh em. Đó. Em sẽ lên giá con mic này để cho anh em với giá là giá đại luôn, để cho anh em với giá là 500k luôn anh em. Đó, thí mồ đi. Để anh em với giá là 500k nha anh em. Một mã 88 500k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên con mic mic không dây tiếp tục nha anh em. Hiệu nó là Shure nữa nè. Shure là CH300R. Đó anh em thấy chưa? Ngon lành cả đạo nha anh em. Thì con này cũng có nguồn nữa nha. Nè. Nguồn nó nha anh em, nguồn nó 12V. Đó. Nguồn đâm vô đây luôn nè. Con này bán cho anh em được có cái đầu này. Đó số đích nữa nè, có hai anten nha. Cái đầu này, có nguồn này và có cục dây này cho anh em luôn. Đó, có cặp mic luôn anh em. Nhưng mà cặp mic có con nó bị lỗi rồi. Bị gì? Bị mắc cái gì? Bị mắc cái nút đó anh em, cái nút để chuyển nha. Chuyển qua lợi nè, chứ màn hình đi kia nè. Con này không có màn hình, là không lên màn hình luôn. Nó cũng lắc hậu lên. Đó lên rồi nè. Lên rồi anh em. Lên đó nha. Bây giờ là alo cho anh em xem nè. Alo. 1 2 3 4 5 6. Có con này, có con Amly này không có echo anh em, nó hư echo hết trơn rồi. Đó, chỉ thử không nè. Nói chung là nãy giờ là không có con nào có echo hết trơn nè. Alo. 1 2. Đó, mic tốt. Rồi tắt. Con này thì mở lên. Nè mở lên có luôn anh em. Alo, không có echo, mở cái đầu thôi. Mở đầu bị sức dây nè anh em thấy nè. Đó. Ủa, mở đầu luôn. Nắm lại đi. Nắm lại. Nè anh em, nó sức dây anh em. Nè đầu sức dây luôn nè. Nè sức dây nè. Đó, mở thấy sức dây nè. Rồi anh em về có câu lợi anh em nè. Sức dây nha. Rồi. Em sẽ lên giá yêu thương con này cho anh em luôn. Đó, giá yêu thương thôi nha anh em. Cho anh em về làm gì làm nha. Hát mít đó. Mã này 189. Mấy? 189. 189 nha anh em. Để con này cho anh em với giá là 200k thôi. Đó, 200k nha anh em. Rồi. Mã 189 cho con mic không dây của thằng Shure này, 200k đã đi qua nha anh em. Đó, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Đó. Mã tiếp theo là một con cục giữa để là Kenworth nha anh em. Đó, Kenworth nè. Nhìn con này nó hầm hố dữ lắm nha anh em. Thấy chừng. Đó, hầm hố lắm nha. Ok chưa? Này là gì đây? Băng đĩa nè, đó. Còn con này cao nha, cao to, giảm dở. Đó. Rồi model của em đâu? Đây, con này con que Kenworth, model nó là VS3MD. Đó. Con này là 100V 85W luôn anh em. Đó, made in Malaysia. Ở tới 85W nha anh em, khủng à. À đang kết nối cho nè. Đó, kết nối cho anh em. Đang nó là AUX. Đó. AUX. Rồi. Điện thì 100V nha, găm đúng 100V hoặc 110 nha anh em, găm 220 là lụm luôn á, dục bỏ luôn. Bắp power nè, power nút nè. Power. Đó, ui dùi. Nằm thấy chưa? Lớn nhỏ nè. Đó. Con này lớn bass gì nè. Đó. Ui dùi, lớn bass nè. Ủa, AUX nằm đâu ta? Quá nhiều nút anh em nha nè. Trời ơi, nút nè. Nút tăng lớp luôn. Rồi, có gì nữa. Ui, đây. Đây AUX nằm đây nè. Quá nhiều rồi, con này đã nha, đỉnh luôn. Đây AUX nè anh em. Đó, hát. Rồi. Đèn vu luôn.
quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Rồi chuyển lại. Đó, hát tốt quá chân anh em. Cô đàn đã không? Rồi, con này ngon quá. Nhỏ nữa thôi, con này quá ngon, tắt đi. Đó, hát tốt luôn anh em, con này hát tốt ạ. Rồi, lên giá em này, viết viết. Đó, con này hơi viết hơn những con còn lại anh em, nó cao nha. 85 quá luôn anh em, mã này 190. Mã này 190 anh em, 190, để con này cho anh em với giá là 300k anh em. Nó hát nghe đã lắm anh em, mà có cái đèn chớp 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 chớp, sướng làm sao. Rồi, mã 190, 300k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo anh em. Đó là mấy con Victor nè. Con cục giữa Victor anh em. Đó, anh thấy nè, đó nút đá đầy đủ anh em. Đó Victor. Đây, mặt trên nó như vậy. Đó, cho anh em xem xung quanh luôn anh em. Đây nè. Victor. Model là MXS555MD anh em. Con này điện thế 100W nha, công suất 67W anh em. Đó. Ok, con gà dê. Rồi, đã kết nối xong. Con này như bật lên không có màn hình anh em ơi. Đó, không thấy màn hình, không thấy gì hết trơn nè. Nhưng mà có đèn chỗ này thôi. Đó. Rồi bắt lớn nè. Đã chị không thấy, không thấy màn hình nhưng mà may phước nó có chữ like. Đâu rồi? Đây chữ like, bấm vô chữ like nó hát luôn. Rồi. Bắt lớn lên nha. Đó. Quá đã. Rồi hết nhạc, chuẩn bị lần nhạc mới anh em. Đó. Rồi chuyển hệ, chuyển hệ. Rồi chuyển qua đây. Ui. Rồi hát tốt hết. Rút. Rồi đó anh em, hát tốt nha. Nó không có lên màn hình thôi, giá nó cũng yêu thương thôi. Mã này 191. Mấy? 191 anh em. Em thử điện thoại không nghe, không thử băng thử đĩa lông lu 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 luôn anh em. Thì bán giá yêu thương cho anh em. Mã 191. Để con này cho anh em với giá là 200k thôi anh em. Đó, tính để cho anh em 100k nhưng mà mai nó sống thêm 50 nữa. Rồi 191, 200k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó là một Amply. Đó, Amply hiệu nó là Technic anh em. Technic, model là SU 7700. Đó. Mặt trước thì nút ná đầy đủ anh em, nút còn riêng hết. Đó anh em thấy chưa? Nút ná đầy đủ. Nút còn riêng hết nha. Ok anh em. Đó. Đặc biệt có hai cái đèn vu vu người anh em. Đó, bên lai bên gai vậy nè. Đó anh em thấy chưa? Hai đèn vu người anh em. Đó, mặt trên như vậy. Đó bên đây ngõ nó ra, nó ra lo bên đây nè. Đó. Và bên đây là, bên đây là ra mấy cái cổng nè, cái nối nè. Đó hai bên hông nghe nè. Con này kỳ vậy. Người ta ra sau đít, anh ra hai bên hông. Tất nhiên là bên sau đít không có gì hết trơn. Đó, chỉ có là model thôi anh em. Nè, Technic nè. Auto 7700. Đó, con này điện thế 100V nha anh em. Đó, công suất thì 122W. Đó anh em thấy chưa? Made in. Made in cho băng nè hoàng anh em nè. Đó, made in cho băng nha. Rồi. Rồi đó anh em, đã kết nối điện hết. Bắt nguồn nữa thôi. Bắt cái bạch nè. Đó, đèn cháy đây nè, cháy đèn vu đường hoàng nha. Đó. Bắt đầu là hát thôi chứ sao? Rồi, qua anh kia. Hát tốt, hát tốt. Chuyển hệ, chuyển hệ. Này lúc nào rồi? Đây nè. Rồi tới bên đây. Rồi, tới bên đây. Rồi, tình trạng anh em. Bên đây H10 nè, bên đây H7 nè. Bên H10, H7 nha. Đó, tình trạng báo cho anh em biết vậy đó. Rồi, tắt.
bên H10 bên H7 cho mau lẹ chút. Bắt đầu là em khui ra nè, khui ra thôi. Con này đó, trời nó dày gì đâu anh em, khúc nè, úi dồi nó dày dữ ra, đạp lên mơ không, lên mơ không không thấm luôn đó. Cho anh em xem bên trong nè anh em, đó bên trong nó như dày nè anh em, nguồn điện nè, nó có cái gì úp lại rồi đó, nguồn điện ngộ không, hai con tụ con bi phì nè, rồi nói chung tụ bi phì đó. Cái này có chuột cạp anh em ơi nè, nó cạp con tụ nè, nó cạp cái vỏ ngoài rồi bọc tụ thôi, à, dây cũng bị cạp xuống đỉnh nè. Đó, tình trạng là bốn con sò này bị thai nghe nè, nó gắn bốn con sò gì vô không biết luôn nè, bị thai nhìn là biết nè. Đó, hai đây, hai con đây, hai con, bốn con sò đã bị thai nha, bốn sò công thức đã bị thai nghe nè. Đó, còn mạch bỗng thấy ok nè, đó nè, thấy chưa, miếng nhôm tảng thành thì. Rồi gáp lại lên giá luôn đó, mã này mã này 192 nha anh em, 192 đó, cho con ly âm ly này nè anh em, âm ly có đèn vú đẹp, mặt trước khá đẹp ha, để giá yêu thương thôi anh em ơi. Đó bị lai công sức thì hát mà còn bên 10 bên 7 bên 8 vậy đó, đó hát bên lọ nhỏ bên lớn đó, mã 192 để con này cho anh em với giá là 700k nha anh em. Đó mã 192 700k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em lên mã tiếp theo nha anh em, đó là một âm ly, hiểu đó là Bioner nha anh em nè, Bioner A5580 nha anh em. Đó Bioner A580 nút đá đầy đủ, thiếu hai nút này thì gì nè, mất hai nút này à. Đó mặt trên nó gì nha anh em, quay xung quanh cho anh em xem model nó luôn đó, A580 con này điện thế 100V nha anh em. Đó con này thì 180W hay gì đó, nè 180. Rồi đó tình trạng nó như thế nè, rồi em sẽ mở nguồn con này lên, con này điện 100V nha, gâm 100V nha anh em, nguồn nằm đây nè, đó lên nè, nhảy đi lên luôn ha, rồi bắt lớn lên thôi. Đó nhịp của một bên đó nghe em, tới này luôn rồi, dùng cổng trên cổng A cũng đây rồi, hát rồi không hát, rồi không hát, nó chỉ hát cổng A một thằng hát bên đây, cổng B hả anh gì bên đây đó, A B hát một bên vậy đó. Rồi bắt đầu em khui cái này ra nghe em, tình trạng nó như vậy đó, đèn vu nó có chớp chớp bên cho bên thấp bên cao khui. Đó nè anh em, trời ơi bên trong đó nè, nó như dày nguồn điện xịn nè, nó tụ bị phì luôn cái gì trời, sao nó chắc phì quá. Đó đây là độ cái gì anh em ơi, quên nữa anh em, cái con này nha anh em, lắc cái này là tắt nè, lắc gì nó cháy, là đụng gì nó tắt cháy đó anh em. Đó như vậy nha. Rồi em phải bán con này, tình trạng bán cái này cho anh em giá yêu thương luôn, và con này anh em lắc cái này, lắc cái hát, lắc cái tắt, lắc cái hát, cái lắc cái tắt đi nghe nè. Đó anh em coi kiểm tra này lại nha, em bán giá yêu thương cho anh em, về làm gì làm nghe nè. Đó bán cái bỏ ghét luôn, để này hoài cái gì à, đâu rồi viết rồi, viết rồi. Mã này 193, mã này 193 nha anh em, 193 nha, để con này cho anh em với giá là 500k nha anh em. Đó nên anh em về làm gì làm anh em ơi. Đó mấy con này về anh em về nghiên cứu nha, à cái mạch chỗ này nè anh em thợ đi mua nghe, đụng cái hát đụng cái tắt đó. Rồi cái mã 193 500k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi nè, đó em lại lên con ly tiếp theo anh em. Đó con ly tiếp theo là một con Bioner anh em, Bioner VSA 1000D anh em. Đó tắt nguồn nó đi này, bắt nguồn lên cho anh em xem nè, tắt nguồn nó đi. Đó mặt trên còn khá ok anh em, con này nặng dữ lắm, có dây nhợ nó cũng ok luôn nè. Đó model đó là Bioner anh em, hiểu đó, Bioner model là VSA 1000. Đó con này điện thế là 100V công suất 330W nha anh em, con này thì con đa kênh nha nè, dắt từ lô hồng me cho nên đa kênh nha anh em. Con này tình trạng là không hát nha, đó
có nguồn bấm này kia ăn đầy đủ nhưng mà không hát nha anh em. Đó nè, lên nguồn nè, điện 100 phên nha, nè bấm ăn hết trơn luôn nè, nó nhảy được lẹ luôn chứ. Đó tuôn đơn nè, like nè, bấm ăn hết trơn nha em. Đó rồi cái này cũng ăn luôn nè, đó bấm ăn hết trơn luôn rồi, ngon lành nha. Rồi em sẽ mở cho anh em xem con trong phần tổng con trọng lượng con này là 18 kg anh em nè, 18 luôn chứ. Rồi khui nè, cái má con này còn bên đây nè, cái má này mẻ chút xíu anh em đó, này mở cái má dục luôn cũng được nữa. Rồi tình trạng nhìn nó cái muốn ối dồi luôn anh em, như nè, hai nguồn điện nha, hai nguồn điện chào bá nè, một con tụ nè, anh thấy chưa, hai con tụ luôn nè, cái đồ bắt tụ bằng đồng luôn, anh thấy chưa, này bằng đồng luôn nha, đó hai miếng đồng không đủ tiền rồi đó, bán được 50 ngàn đó, tảng nhôm nè anh em thấy chưa, quá trời bự luôn, tình trạng là con này nát bét hết rồi anh em nè, nó lấy sò hết trơn anh em, ông thằng nào cạp sò không còn con nào hết luôn, nó cạp hơn em nữa anh em đó, quá cạp rồi. Con này tổng cộng 1 2 3 4 4 dưới 6 là 10 con đó anh em, nhưng mà bị cạp hết 6 con rồi. Còn có 4 con sò nha, đó mới nè, ăn quá trời ăn nè, ăn sát đáy quần chúng luôn đó. Rồi tình trạng như vậy anh em bán sát nha, anh em lấy hai nguồn điện luôn nè, con tụ nè, hai nè, bấm đề le nhảy đầy đủ của anh em, nhưng mà con này cái gì trời, trời cái này là gì, cái này bên ngoài này bằng đồng luôn anh em, đó bằng đồng luôn anh em. Rồi gáp lại đi, con này 18 kg anh em, đó bán cái giá sát thôi anh em, đó anh em làm gì làm đi, mặt đẹp với cái căng đẹp này, cái mặt chơi cái lưng nó mã này 184, mã 184 anh em, đó anh em là thợ cứng rồi, hả hốt dần anh em, yếu đừng hốt thôi, để em gã quay chai luôn, mã 184 để con này cho anh em với giá là 500k anh em, đó hai nguồn điện luôn nha, đậu hai nguồn điện gã không bộn tiền rồi đó, tụ nữa, tụ xịn đàng hoàng đó, mặt này mày này kia bấm ăn hết trơn anh em đó, nhưng mà nó chết rồi, còn sò đâu mà hát. Rồi mã 184 500k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi nè, đó em sẽ lên một cặp thùng tiếp theo anh em, đó clip trước em cũng lên Igan, cục Igan gì luôn anh em, đó để là Sony nè, không kèn đó anh em thấy chưa anh em, đó thì cái vỏ thùng nó cũng còn ok lắm anh em, nó chốc chốc ghì ghì là chuyện bình thường nha, đó mấy con này nó vậy đó nè, anh em thấy chưa, vỏ thùng như vậy nè, cái này người ta sợ ấy, người ta chấm, người ta chấm ba cái keo keo gì anh em cho sợ nó bị ghì ghì, nó sức ủng á đó. Con này hiểu nó là Sony anh em, Sony model là SSK5 đó, con này 110W nha, bên đây Malaysia đó, bên đây cũng vậy luôn anh em, à nó ghì ghì là chuyện bình thường nè, ở trên lưng nè, mấy này dễ bị lắm anh em, đó mấy con nội địa thì nó vậy đó. Rồi con này thì báo tình trạng cho anh em biết là cái cặp bát đã có sự đụng chạm lên anh em, nhưng mà đụng chạm nhẹ hay nặng thì lát mở thì anh em biết là nhìn là biết rồi nè, cái màu lúc trước em bán màu hơi trắng trắng nhà nè, nên màu hơi đen nè, đó nè thấy chưa, có sự đụng chạm nhẹ anh em. Rồi em sẽ test nhạc anh em, đầu tiên test con này nè, đây đó đang kết nối nè, rồi bắt lớn luôn thôi, bắt lớn luôn nha anh em. Rất là ok nha. Rồi tới con bên đây, con này làm không có nhiều đâu, hát hay vậy là được rồi, chép bát hay đều đủ nha anh em, bên đây á. Rồi tới con bên đây, đó hát rất tốt nha anh em, chép bát hát đầy đủ. Rồi em sẽ mở cho anh em một con, hồi này đo nữa hả, đo luôn anh em, đó con này 27 nha, thì 27 vuông anh em, con này thì trước có đo rồi, đi đo nữa đi để có số anh em không coi đó, con này thì đường kính ấy của nó khoảng 47-48 nè, đứng của nó 47 hoặc là 48. Rồi em sẽ mở cho anh em xem bên trong một con nó làm như thế nào, hát em nha, chiếc Amigan anh em, không có khác gì con kia đâu. Rồi em sẽ mở cái này ra, rồi anh em đã mở bên trong ha,
Em gỡ mấy cái dắt luôn anh em, đang lắc dở lên khui cho quay bên trong cho dễ. Rồi đây nó tình trạng nè, như vậy anh em nè, nhìn là biết là có sự làm anh em đó, làm nhẹ rồi. Đo đường kính con này 21 nha, bát 21 khui thì cái bát nó còn ghim anh em nè, nhìn nặng nè, úi dồi ôi cua nữa nè, cua như dây được chưa anh em? Rồi ok vậy được rồi, ngon lành anh em, há khá tốt á. Đây Sony nè, Malaysia, đo đường kính luôn đi. Chính phân là cái ba cái từ nhỏ nó, từ lớn là 10 phân. Rồi. 10 phân còn 1 phân nó hơi 10, hơn 10 chút xíu. Bên trong nó anh em. Bên trong như vậy nè, đó. Lấy cái bát ra quay cho nó dễ chứ không thôi nó khó quay chứ, nó có hai con tụ anh em. Nè, tụ nè. Đây chép nó nè. Không bao giờ quay được cái chép ta. Tức quá. Quay được mới chịu. Đó. Anh em thấy chuyển Sony chưa? Đó. Ok anh em. Rồi. Nấu không càng không lụm tiền rồi. Rồi. Em sẽ lên giá con này luôn anh em. Đó, tình trạng hát tốt. Có sự đụng chạm cái bát, cặp bát. Đâu rồi cái viết rồi. Đó, có sự đụng chạm cái bát nha, cặp bát nha anh em. Nên là giá yêu thương. Giấy đâu? Đây. Rồi mã này. 184. Mấy? 184. 185 anh em. Đó, em sẽ lên cặp cặp lo của thằng Sony này. Cặp bát cái sự đụng chạm nghe em, nhưng mà hát rất tốt nghe, hát chắc âm nghe cũng bị gan luôn đó. Đó, để cặp này cho anh em với giá là bớt giá cho anh em nha. Clip trước thì bán 1.3 triệu, cặp này để cho anh em với giá là chẳng luôn anh em, đó là 1 triệu anh em. Trời, con này chơi dần cái nào nó còn chép thôi, bán là 4 xị đó, cặp chép gờ nó không đó anh em. Đó, rồi mã 185. Hát hết nha. 1 triệu đã đi qua. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Nó giờ lộn nha, ghi lộn hai mã nè. Mã này với mã này nè, với mã cái amply hai cái mà lộn nha, để em sửa lên nha. Đó. Thì mã 85 là sửa lên 195 nha, lộn nha anh em. Đó, 195. Thì giá 1 triệu ha. Lộn này bỏ đi. Đó, còn em bên đây. Em ly cái amply anh em, em ly của thằng anh gì nè, Bioner nè. Đó, giá thì nó 184. Nhưng mà ta là 195 nha, 94 nha anh em. Đó, 94. Sửa lại. 194 nha, lộn vậy thôi. Tại này cái clip trước lên rồi, lộn. Rồi, xong. Em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo anh em. Đó, mã tiếp theo là cặp thùng nè. Trời ơi, cặp thùng anh em thấy đẹp chưa anh em? Đó, cặp thùng sơn sằng nha anh em. Đó, anh em thấy chưa? Để Brad Surau nè. Đó. Đó, cặp bát của nó hình chú, hình cái mũi lo cá chốt, hình chú hời rất là dài nha anh em. Đó, cái này lo chung nữa nè. Đó, lo chung bên đây, lo chép. Giống nhau hết trơn anh em. Chép hình chú hời luôn nè. Rồi, ê căng thì rất là dày luôn. Đó, anh em thấy chưa? Vỏ thùng rất là ok anh em nè, có băng keo đàng hoàng nè. Đó, vỏ thùng nó méo, đóng có chữ gì đây nè nè anh em nè. Đó, sơn sằng anh em, còn rất ok nha. Đó, đã không, cái thùng đã không, sơn sằng anh em. Rồi con này để nè. Đó, con này để là làm Blacklight anh em. Đó, Blacklight 8 ohm 500W anh em. Đó, số series. Con này là nó mắt in ánh lanh gì nữa anh em. Đó, lần này của anh nha anh em. Đó. Hàng này của anh đó nha. Rồi. Ở dưới cũng vậy luôn, giống thịt. Đó. Rồi anh em. Em sẽ test nhạc ha. Test nhạc con này. Đó, cái này nha. Rồi xong anh mở ra cho anh em xem bên trong luôn. Rồi tới con dưới anh em. Đó. Rồi, nó làm cái nào. Đó. Con này thì dắt nó là dắt canon thôi anh em, xài gì hai cái dắt canon nha. Cái dắt nào cũng được chứ. Ô có hình dương miệng nữa ta. Đó anh em thấy chưa? Đó hai cái là da nông hay ca nông nha anh em. Còn cái dắt nãy của em để em thử đồ á. Đây nè. Cái này của em đang xài, em lấy ra em thử luôn anh em. Đó. Là anh em về tự mua dắt nha, em không có dắt nha. Đó, nó vậy thôi đó. Rồi, hát tốt, ngon lành trên đào, hai con giống hệt nhau nè. Đó em sẽ mở cho anh em một con bên trong.
Nhưng mà con này có con điểm nó chút xíu cho này nha anh em. Nè. Mẻ này có chút xíu thôi. Đó không biết bị có gì ăn không. Mà tới hông em thấy tới đây là hết nha anh em. Đó, tới đây cứng ngắc nó vô hết nẩu rồi. Em sẽ lấy con này mở cho anh em xem luôn con này luôn bên trong như thế nào. Rồi mới lên giá nha anh em. Rồi. Rồi anh em, đó. Cái khúc đầu em mở không được anh em. Nè, cái ơi căng mở khó quá. Cái căng này nó cứng lắm anh em. Cạy không ra đâu anh em, giờ mạnh tay em không dám cạy nha anh em. Tôi cạy sẽ hư. Em cũng lấy nãy giờ mấy cái gỡ không ra, nó cứng nè, cứng hơn mấy cái căng kia anh em. Đó. Rồi em mở đít luôn đi cho nó dễ. Đít miếng sắt. Đó. Đít cái gì nè. Nè anh em thấy chưa? Bát đôi này từ đôi nha anh em, phải không? Đúng anh em, từ đôi nha. Nè. Bát từ đôi đàng hoàng nha anh em. Đó, nó có phần tầng nằm ở đây nè, một góc bên đây nè. Tầng này không mở được tức gì đâu. Thử coi thấy phần tầng. Nè anh em, phần tầng nè. Đó. Anh em thấy chưa? Rồi. Có tiêu âm này kìa, ý có này ở tiêu âm anh em. Đó, đầy đủ nha. Rồi. Lên giá cái này đi. Quên nó dở lên bên đây coi bên trong sạch xe sạch nha. Nè, bên trong nè anh em. Đó không có mọt nha. Đó anh em thấy chưa? Rồi, ngon lành. Lên giá nha. Cặp bass nó từ đôi nha anh em. Bass này bass 25 nha anh em. Đó, bass này bass 25 ha, từ đôi. Mở không được tức. Con này nó cứng nha anh em. Ơi căng nó cứng ngắc vậy nè. À, anh em thấy thụng không lên nè. Quậy quậy không lên anh em thấy. Nó không cứng nha anh em. Rồi, nó cứng ngắc à, nó không có đủ ấy mình cạy không nổi chứ này cạy bung lên văng lên nè. Cạy không nổi. Cứng ngắc à. Rồi, mã này bass thì bass 25 anh em. Đó, còn chép thì chép 10 phân, chung nó chắc 11 12 gì đó. Mã này 196. Mã này 196 anh em. 196. Em sẽ lên con này ra, con này vỏ sơn sằng anh em, đâu có vỏ không đủ tiền rồi. Đó, 196. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 1,5 triệu anh em. Đó, 1,5 triệu cho con này ha. Đó, con này hát tốt anh em, hát đỉnh luôn. Đó, anh em mua về gáp vô hát luôn, khỏi làm gì hết trơn á. Rồi, mã 196, 1,5 triệu. Cũng là cái mã cuối cùng luôn anh em. Đó, hôm nay lên khá là nhiều đồ nha. Mấy hôm nay mua mấy cái ly này coi như là thấy lỗ anh em ơi. Nguyên giờ ly mua lỗ rồi. Nè mấy ly này nè. Một ly trà bá này mua bán có 500 ngàn là thấy lỗ chắc rồi. Đó. Nhiều ly lắm anh em. Đó, nói chung mua nguyên cái lô ly thì thấy lỗ. Rồi mã 196 1,5 triệu cũng là cái mã cuối cùng luôn. Đó anh em thấy video hay hữu ích thì anh em nhớ cho mình một like anh em, một chia sẻ, một đăng ký kênh để có nhiều động lực ra nhiều video hay và săn hàng yêu thương cho anh em nghe anh em. Bye bye anh em. Chào. Tạm biệt anh em nhé.